الدين الإسلامي مراتب ثلاثة، ثلاث درجات. Tôn giáo Islam dựa trên ba cấp bậc. المرتبة الأولى الإسلام. Cấp bậc đầu tiên đó chính là Islam. المرتبة الثانية الإيمان. Cấp bậc thứ hai đó chính là đức tin. المرتبة الثالثة الإحسان. Cấp bậc thứ ba đó chính là sự nhân đạo. الإسلام أركان الإسلام خمسة. Cấp bậc đầu tiên Islam nó dựa trên ba nền móng, ba trụ cột. الشهادتين. Đó chính là thứ nhất hai câu tuyên thệ. وإقامة الصلوات المفروض الخمس. Thứ hai đó chính là chúng ta hành lễ 5 lần một ngày. وإيتاء الزكاة. Đó chính là chúng ta bố thí cho người nghèo. وصوم شهر رمضان. Và nhịn chay trong tháng Ramadan. وحج بيت الله الحرام بمكة لمن استطاع إليه سبيلا. Và hành hương tới thánh địa Mecca cho những ai có điều kiện để làm nó. المرتبة الثانية الإيمان. Và cấp bậc hai đó chính là iman, là đức tin của chúng ta. أركان الإيمان ستة. Và trụ cột của đức tin có 6 điều. أن تؤمن بالله. Chúng ta tin tưởng vào Allah Subhanahu wa ta'ala. وتؤمن بالملائكة. Chúng ta tin tưởng vào những vị thiên thần. وتؤمن بالكتب. Chúng ta tin tưởng vào những cuốn kinh sách. وتؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Chúng ta tin tưởng vào tất cả những vị sứ giả được Allah gửi tới. وتؤمن باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. Chúng ta tin tưởng vào ngày phán xử cuối cùng và tất cả những gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết. وتؤمن بالقضاء والقدر. Và điều cuối cùng đó chính là chúng ta tin tưởng vào số phận và định mệnh của chúng ta. المرتبة الثالثة. Cấp bậc thứ ba. الإحسان. Đó chính là sự nhân đạo. ركن واحد. Nó chỉ có một trụ cột duy nhất.